trí tiếp theo. Em nhìn thấy đồng chí Dung leo qua rất là dễ dàng. Chắc cái này cũng dễ. Chắc cũng leo qua được đấy. Bắt đầu thực hiện. Mắc căng tay rồi. Lúc mà mình đi thì mình hơi co lên để mình mất sức, mỏi quá thì cứ thò tay ra thôi. Thông báo cái kết quả mà các đồng chí tiến hành tổ chức hội thao được cụ thể như sau. Đồng chí Diễn My được 11m. Đồng chí Đàm Thị Ngọc Linh 11m. Đồng chí Nguyễn Thùy Anh 15m. Đồng chí Trần Thị Nhã Phương 12m. Đồng chí Hoàng Hương Quỳnh Mai 12m. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.